Chiều 15 tháng 9, đội tuyển Phúc Sân Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu đầu tiên của Đại hội Võ thuật và Thể thao trong nhà châu Á IMAC 2017. Đại hội năm nay được tổ chức ở Turkmenistan. Trước ngày thi đấu, huấn luyện viên Miguel Rodrigo cho đội tập với cường độ khá nhẹ nhàng, chủ yếu ôn lại một số chiến thuật tấn công. Buổi tập chỉ kéo dài 60 phút. Nói về trận đấu mở màn gặp đối thủ Đài Bắc Trung Hoa, huấn luyện viên Miguel Rodrigo cho biết ông không có nhiều thông tin về đội bóng này, chỉ biết là họ có 6 cầu thủ vừa đá ở giải Futsal vô địch châu Á U20 vừa qua ở Thái Lan. Ông cũng nhấn mạnh với mục tiêu lọt vào top 4, đội tuyển Futsal Việt Nam phải chơi chắc chắn từng trận và chơi hết 100% khả năng của mình. Trận đấu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối 16 tháng 9.